Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Putin vẫn chưa gục. Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn qua chương trình bày. Thưa quý vị, phương Tây đã tin rằng siết chặt áp lực kinh tế lên nước Nga sẽ hạ gục được Putin. Tuy nhiên thực tế cho thấy nước Nga dường như vẫn chưa thể sụp đổ, mà có thể còn giống như khi một người bị nhiễm virus, cơ thể sẽ yếu đi, nhưng đồng thời cũng có thể sản sinh ra một loại kháng thể để chống lại virus và thậm chí sẽ làm hệ miễn nhiễm của cơ thể đó trở nên mạnh mẽ hơn sau đó. Khi kinh tế của Nga suy giảm, thì ông Putin sẽ tập trung vào việc thúc đẩy kinh tế nội địa để chống chọi với cấm vận và đồng thời chiến đấu của Putin để có thể tiếp tục nắm quyền là một vị thế quốc tế hiếu chiến hơn bao giờ. Tất nhiên, tính bền vững trong dài hạn của nền kinh tế nội địa Nga vẫn chưa được sáng tỏ. Chủ nghĩa thân hữu ở Moscow đang tràn lan và nga vẫn phụ thuộc nặng nề vào vấn đề doanh thu từ dầu mỏ. Nghe thì có vẻ bấp bênh nhưng nga vẫn có thể sống sót qua nhiều năm. Hồi năm 1990 liên xô khi đó đang trong tình trạng thảm hại, GDP giảm, xuất cản giảm, cán cân thương mại thâm hụt tới 10 tỷ rúp và thâm hụt ngân sách từ 22,6 tỷ rúp vào năm 1989 đã lên tới 58,1 tỷ rúp vào năm 1990. Nguyên nhân chủ yếu là ngành công nghiệp của Nga lúc đó đã lỗi thời, chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng, bỏ bê ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng. Một lý do khác nữa là sự vay mượn tràn lan của chính quyền mà không tính toán tới hậu quả của nó. Nên nước ngoài tăng nhanh tới mức chưa từng có. Chỉ riêng Tây Đức đã cho vay tới 4 tỷ mát mà chẳng đầu tư vào ngành nào cụ thể gây lãng phí rất lớn. Đó cũng là thời điểm mà những ông chủ nợ cũ từ thời Nga Hoàng đã kéo đến đây đòi nợ. Nước Anh ở thời điểm đó còn giữ 5,5 tấn vàng từ thời của nga hoàng mang ra để làm công cụ ép liên xô là phải thanh toán các khoản nợ cũ và pháp cũng vậy đã dùng 47 tấn vàng được cho là của nga hoàng ép liên xô phải ngồi vào bàn đàm phán. Bước sang năm 1991, tình hình còn tệ hơn khi mà có vào khoảng 70 triệu người dân sống dưới mức nghèo đói. Nợ nước ngoài tới mức cuối năm 1991 đã lên tới 40 tỷ rúp tương đương với lại 70 tỷ Mỹ Kim. Hiện nay, Nga cũng trở lại thời kỳ suy thoái. Kể từ khi giá dầu bắt đầu giảm vào tháng 6 của năm 2014, thì Nga đã tụt vị trí thứ 6 xuống vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng kinh tế toàn cầu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. GDP của nước này đã giảm từ 2,1 ngàn tỷ Mỹ Kim xuống còn 1,1 ngàn tỷ Mỹ Kim, chỉ bằng 6% GDP của Hoa Kỳ. Cộng với lại một loạt lệnh cấm vận từ phương Tây sau vụ Ukraine, chúng ta tưởng chừng Nga đã lao đao và tới hồi sụp đổ. Nhưng có một khác biệt đáng chú ý là phương thức quản trị nền kinh tế vĩ mô của Nga ngày nay có hiệu quả hơn so với là những năm 90. Nhiều người Nga tin rằng kinh tế của Nga không có nguy cơ cạn kiệt nguồn tài chính bất chấp các lệnh trừng phạt liên tiếp từ phương Tây. Dù Nga không thể cạnh tranh được với Mỹ về mặt kinh tế, nhưng chính phủ của nước này vẫn cố gắng duy trì được sự cân bằng kinh tế vĩ mô, cho dù có thể là sẽ không có tăng trưởng trong tương lai gần. Tháng 12 năm 2014, thì Ngân hàng Trung ương của Nga cuối cùng cũng đã thả nổi tỷ giá hối đoái của đồng rút, cân bằng lại tình hình kinh tế vĩ mô. Ông Putin đã tuyên bố mới hồi tháng 10 rằng dự trữ ngoại tệ đang gia tăng và hiện thì Nga đang có khoảng 400 tỷ Mỹ Kim. Nga cũng đặt mục tiêu duy trì thâm hụt ngân sách trong khoảng 3% GDP và tỷ giá hối đoái giảm cũng giúp thu ngân sách tính bằng đồng rút tương đối ổn định. Ngay cả khi doanh thu tuyệt đối giảm, và chính phủ cũng bù vào các khoản thâm hụt ngân sách bằng cách cắt giảm mạnh chi tiêu dành cho giáo dục, y tế và tiền lương hưu. Nhìn chung, thì GDP và mức sống của người Nga đều đang giảm, mức thu nhập đã giảm 10% trong năm 2015 và giảm 6% vào năm 2016. Nhưng người Nga có vẻ dễ chấp nhận và cam chịu và có muốn biểu quyết biểu tình chống chế độ Putin cũng khó mà làm được. Putin đã gắn giữ uy quyền bằng cách dùng can thiệp quân sự không mang lại danh tiếng cho nước Nga để lấy lòng dân. Vì thế, mà ông Putin đã nhảy vào ba cuộc chiến. Cuộc chiến vào năm 2008 ở Georgia, cuộc thôn tính và xác nhập Crimea của Ukraine vào năm 2014 và hỗ trợ cho Tổng thống độc tài Syria từ tháng 9 năm 2015. Hiện tại, thì ông Putin thất bại bởi miền đông của Ukraine đang chìm trong rối loạn và thể hiện một thất bại trong chính sách đối ngoại và điều này chứng tỏ rằng dù có ưu thế quân sự so với lại các nước láng giềng thì Nga cũng không đủ khả năng để theo đuổi các cuộc chiến tranh kéo dài. Phương Tây đã đánh vào điểm yếu này bằng các lệnh trừng phạt tài chính dù không có nhiều tác dụng mạnh trong ngắn hạn nhưng có thể sẽ khiến cho Nga vô cùng mệt mỏi và kiệt quệ ở Ukraine. Dưới chấp bù trong nước của Nga cũng là một mối đe dọa khác đối với lại Putin. Đó là lý do vì sao ông này đã lần lượt sa thải các tướng lãnh trong Tổng cục An ninh kể từ tháng 8 của năm 2014 và đồng thời ông tìm cách loại trừ các đối thủ tiềm tàng. Tuy nhiên, cuộc thanh trừng của ông đã bị đình trệ với việc các tướng lĩnh của Nga vẫn chiếm đa số trong cái tổ chức được coi là Bộ Chính trị Thật sự của đất nước này, tức là Hội đồng An ninh Nga. Ông Putin đang ngầm lo sợ và tỏ ra giận dữ siết chặt vòng quyền lực. Cuối năm 2016, ông Putin đưa cuộc thanh trừng của mình tới một cấp độ mới với việc bắt giữ Bộ trưởng Phát triển Kinh tế là Alexei Alukayev, một trong các nhà chính trị theo hướng tự do của chủ nghĩa còn lại. Ông Putin là một người xảo quyệt về chính trị và khéo che giấu cái mục đích thật sự. Ông này có khả năng làm người ta ngạc nhiên bằng các ý tưởng bất ngờ như là việc ở Ukraine và Syria. Giờ đây, nước Nga đang chịu áp lực về mặt kinh tế, sao không thể coi thường ông Putin bởi vì không ai biết ông sẽ tung ra chiêu gì bất ngờ tiếp theo đặc biệt khi việc Donald Trump đắc cử dường như tạo ra một khoảng trống quyền lực ở Washington. Ông Putin chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lớn này để nâng cao vị thế của mình ở trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Putin vẫn chưa gục, bài viết do trang Nguyễn Biên Soạn quang chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.